phía trước bình thường chưa xây, là gió vẫn đi bình thường, rất nhẹ nhàng, không có gì cả. Thì phía trước là hướng đông bắc, bên trái là bắc, có một cái sân trống. Thì đã rất cẩn thận đặt rất nhiều nước bên trái rồi. Nhưng khi dựng cái nhà lên một phát, cái thằng kia là hình như nó bỏ dỡ một cái nhà sau, tự nhiên gió nó lùa về sau về. Mà các bác tưởng tượng là cái tường nhà nó khi nó xây cao như thế này, thì cái mặt lưng của nó, cái nhà sau nó dựa như thế này. Nó có một cái khoảng sống giữa đây nhà này, nó có khoảng sống khoảng 2 mét là đến đây. Thì cái tường phía sau nó như thế này, lưng nhà nó như thế này. Thế mà đến lúc mà nó có một cái cửa đây, đến lúc mà đứng ở đây ấy, gió nó thẳng xuống này, nó bay vào trong nhà, lạnh người luôn. Tây Nam cứ đi từ trong sửa phía trước, gọi điện đều có ra ngoài đến 4-5 lần bảo không thể. Bởi vì sao? Bắt nó dỡ tấm này chắn bắc vào, thế thì bây giờ chắn bắc vào đi để nguyên đông bắc cũng không được. Thế sau đó có một tình tiết này nó lộ ra này. Thầy ơi, chồng em mất việc, à vợ em mất việc, vợ em nó thôi không làm chỗ đấy nữa, tự nhiên nó thôi. Thế thì có rồi, thế thì bắt đầu mình vào đấy mình kiểm tra. Bởi vì nó bảo Tây Nam nhà nó là có cái bức tường sau chắn rồi, nhưng mà nó lại không đúng là tường nó chắn đến cửa nó thật. Nhưng mà khi cái nhà nó dựng lên cao thì nó đánh một phát xuống cái tường nhà, nó đánh thẳng xuống cái này. Đấy. Thế thì trong trường hợp đấy xử lý như thế nào? Thế thì bắt đầu là cái bức tường ở đây thì em yêu cầu là lợp mái ra đến đây, hở đúng một cái khe này cho. Và ở đây em làm một bức tranh nước ở cái sát tường này, để cho nó dội thẳng cái nước xuống, cái gió này xuống cái nước này. Nó dội thẳng xuống cái nước này, để nó đẩy cái nước vào nhà. Đấy, từ hôm đấy thì chưa thấy kêu, không biết ai hay còn không dám kêu nữa. Ngọc phải hỏi lại xem. Đấy. Thì đúng là như thế mà. Thì đúng là từ cái sự việc mà vợ nó nghỉ cái thì bắt đầu là mình, em ở vào Sài Gòn em làm. Xong em bắt anh Thủy ở Đồng Nai là đưa em lấy xe đưa em lên Bảo Lộc. Em đặt vé máy bay từ Sài Gòn lên Đà Lạt, em làm ca ở trên Đà Lạt rồi chứ. Thế thì bảo thôi, thế anh thì lấy xe em đưa lên đây Đà Lạt để em đi qua Bảo Lộc để em giải quyết cho nó. Thế thì qua đúng là như thế. Thế xong anh em mà còn không cẩn thận, còn cẩn thận nhé, đốt mấy cái hương lên. Mà thằng này nó cũng cẩn thận, nó không đốt 3 cây mà đốt 4 cây. Thế là đốt hương chạy khắp nhà nó. Để cái hương này khói nó nhiều mà. Thì đúng là dơ ra cái nó rút xuống. Đấy thì vấn đề nó nằm ở chỗ đó các bạn ạ.